sủa như chó điên á, thì thằng Võ nằm yên nó cũng nằm yên rồi, đúng không? Còn mọi người á, dù có thương hay ghét gì á, thì tao cũng đã thành công rồi nha mấy tụi bay. Nhất là những cái thằng ở hải ngoại á, 5 cái thằng chó điên á, bây giờ thêm một con chó điên ở bên đó nữa là 6 con đó, rồi cái con Phạm Ngà nữa là 7 con đó. Tụi bay ở nước ngoài, tụi bay chỏ mỏ về Việt Nam, tụi bay chửi rủa tao, trời ơi, tao vẫn sáng ngời, vẫn lẽ, coi như là vẫn vẫn một mình chơi với tụi mày. Ê, tụi mày không có não, đầu tụi mày cứt không, tụi mày mới ngu đó như vậy, càng nói tụi mày càng lòi ra, tụi mày mắc bẫy tao hết rồi. Hôm nay tao công bố cho tụi mày biết là tụi mày sập hầm tao rồi, chứ tụi mày đéo có thông minh gì đâu nha con. Nếu tụi mày thông minh, tụi mày đâu có phải là bị tao là tới hôm nay phát hiện ra một đống tụi bay. Trời ơi, quý vị ơi, lâu lâu cho em xả một câu nha quý vị. Tại vì sao quý vị thấy không? Nó tưởng em không dám chửi, nó tưởng em không dám lên tiếng, bởi vì em là một doanh nhân, em là một mẹ tao doanh nhân, tao cũng là con người vậy, cũng có khỉ nộ ái ố, cũng có cảm xúc vậy. Chọc tao là tao xúc à, đúng không? Mà khi tao chơi tao không có doanh nhân ở đây, chuyện giàu nghèo chuyện bỏ qua một bên, máu là chơi à, có cảm là có xúc à, tao chơi khô máu tụi bay tao cũng chơi nữa. Rất tiếc là tụi bay ở Mỹ, tụi bay ở nước ngoài, tụi bay ở Việt Nam đi, tao chăm sóc tụi bay chu đáo luôn ha. Còn thằng Dũng á, thằng Dũng đen á, mày giống như thằng khùng á, mày điên nó nổi mà thằng Tấn chạy hòm nó chạy mẹ rồi, còn cái mình mày à, mày cũng lên mày rỉ rả, mày cố gắng mày phân minh, mày lên báo chí, trời ơi mắc cười quá ha, mày chửi tao xong rồi tao chửi lại mày, mày đi thuê 2 thằng luật sư Mỹ, trời ơi quý vị ơi, nó nhục chưa từng có. Mày chơi với tao là đàn bà mà mày đi thuê 2 thằng luật sư Mỹ, sao mà tốn kiếm vậy, sao mà hao tốn vậy, tao sợ Mỹ lắm sao. Đi thuê 2 thằng luật sư Mỹ quý vị ơi, trời ơi, đi thuê 2 thằng luật sư Mỹ đi chơi với một người phụ nữ, quá dữ luôn. Trời ơi, tao nói cái thứ của mày á là thứ chó sủa mà không dám cắn, còn tao á, tao sủa mà tao cắn luôn, mày tin không? Trời ơi, đi thuê 2 thằng luật sư Mỹ sợ quá, sợ đến đổ hôi hộp luôn. Mẹ mày đi khiêu khích tao, mày chọc tao, mày lôi tao ra hàng ngày hàng giờ, xong mà mày đi thuê 2 lần thằng luật sư Mỹ bảo vệ mày. Trời đất ơi, tao một mình là có luật sư mẹ gì đâu, đúng không? Chửi thẳng mặt tụi mày luôn á, đúng không? Mày muốn về không? Tao đặt vé cho vợ chồng mày về đó. Tao lôi luôn con vợ mày ra tao chửi nó, mày dĩ dãng dơ dái dễ gì giấu giếm. Mày nói vợ mày im lặng là tại vì vợ mày cao sang quá không dám lên tiếng, chứ không phải là nhục quá không dám lên tiếng hả? Không dám lên tiếng tao bơi tao xới nữa cho mà nghe. Trời ơi, quý vị nghe không, một cái thằng mà thằng mội đen như nó mà đi thôi 2 thằng luật sư Mỹ để bảo vệ nó vì sợ bà Nguyễn Phương Hằng tấn công. Trời ơi, em nghe em thấy em có giá trị quá, mày đánh giá tao cao quá. Cái này là mày đó nha, mày chọc tao xong rồi mày cố gắng mày đánh giá tao cao nha. Còn cái thằng gì á, Phạm gì đó, Tony Phạm á, mẹ mày, mày cũng là một thằng đĩ đực. Tao nghe nói là mày được cái con mẹ nào tên Mai á đi làm neo á nuôi mày, mà mày cũng hai lai đúng không? Mày trai cũng được mà gái cũng được đúng không? Mày cũng là thằng đĩ đực, mày lên mày kiếm tiền YouTube dơ, mày với thằng gì Nam Quang. Trời, tao nhìn 2 thằng mày á, không biết cái loài nào á mà đẻ ra sản sinh ra tụi mày để tụi mày qua bên đó tụi mày ngồi chửi ra rả như 2 thằng khùng vậy. Còn ai á mà vô bình luận mày á, mày chặn, mày xô người ta ra. Còn ai vô cổ vũ mày á thì á là mày nghĩ rằng là mày ok, mày về Việt Nam thử đi, chị mày chăm sóc mày chu đáo lắm, mời đi ăn nhà hàng nè, kiếm gái cho tụi mày chơi nè, được không? Chơi bảnh không? Kiếm gái đẹp chân dài cho mày nữa nè, 2 thằng mày về đi. Đó, còn Phạm Ngà nữa, tru tréo cho nhiều lên, về đi. Còn vợ chồng Thu Phương nữa, về Việt Nam đi. Chị hứa là chị tử tế vô cùng, bởi vì chị là người có văn hóa Việt Nam. Chị không có thuê luật sư đâu, trời ơi, đi thuê 2 luật sư Mỹ nữa. Bà mà đụng tới tôi là bà là người chết sau cùng. Trời ơi, chị nghe em phán chị sợ quá. Trời ơi, chị sợ đến nỗi mà đêm chị không ngủ được luôn đó em. Quá sợ luôn. Chị chưa thấy trên đời này một cái loại nào mà nó lạc loài, mà nó động vật như là 5-6 người bên Mỹ đó. Mà trời ơi, sao mà không nói, phải nói chứ một cái con gì? Kim Chon á đó, thêm một con điên xuất hiện nữa. Đó, đâu cần tôi chửi đâu, biết bao nhiêu người vô chửi. Ôi, em ghê nói chị hả, nằm mơ đi cưng. Em phải có não, em phải có trí tuệ. Và cái thời gian em ghen tị với chị, em đi kiếm tiền đi, giàu giống như chị nè. Chúng ghét nhưng mà cũng phải phục, ghét mà cũng phải phục, có hận cũng phải phục như cưng. Hơn nhau là cái gì? Hơn nhau là cái cách sống, cái túi tiền và cái não.
chứ mà ngồi chửi ra rã không có vui đâu. Nhưng mà lúc này chị cũng rảnh, là tại vì chị có tiền rồi, chị cũng hơn rồi, chị cũng thành công rồi, cho nên có sức chơi tụi em. Chị cào tụi em ra hết cho thiên hạ coi ha. À, nhiều khi đó cũng là một trong những cái trí tuệ vô cùng, để cho thiên hạ biết tụi em là những đứa nào lạc loài, không để chị sắm cho già cái đĩa bay bay mẹ gì đâu hết đi cho rảnh đất, biến cho nó rộng rộng đất cho nó thoáng. Trời đất ơi, đàn ông gì đâu mà lên chửi. Trời, chị nói, chị đã nói rồi, hết đàn ông trên đời này chị không bao giờ nghĩ tới em, bởi vì chị nhìn em chị gớm quá. Mà sao chị thấy con Thu Phương thì là tội nghiệp, thấy không? Cho nên là không bao giờ lên tiếng. Bởi vì sao? Cha mẹ nó, cuộc sống của nó là nhờ vô em. Em bảo lãnh cha mẹ nó, em bảo nó bảo lãnh con em, ba đứa qua đó, rồi em sống tới hơn tầm gửi của em vô nó. Cho nên em đâu có dám ho. Em ho là em mất lòng với nó. Mà em mất lòng với nó là ai nuôi em? Chị đây em có rồi nha. Đúng thôi à. À, cuộc đời nó hơn nhau cái gì? Hơn nhau chỗ đó đó. Chị không làm thân tầm gửi nha em. Cho nên đó, em muốn bươi, chị bươi cho em nghe. Tại sao vợ em nó luôn luôn không bao giờ dám cãi em là bởi vì sao? Em nuôi nó, em đi gây lộn, em đi lên YouTube dơ á, em đi kiếm tiền á. Em nuôi nó, em nuôi gia đình vợ em, ha, nuôi con của nó, sao nó không nể em được? Cho nên em nói gì sao nó dám cãi em? Thử em, thử là chị coi, chị sang mặn luôn đó em. Đó quý vị ơi, quý vị thấy em ở đây văn hồn à, kiểu gì em cũng có hết trơn á. Bởi vì sao? Cái xã hội nó dạy cho em, thấy không? Cay đắng cuộc đời nuôi tôi lớn mà dông tình bạc nghĩa dạy tôi khôn. Cuộc đời nó đã dạy tôi nhiều lắm, cho nên muốn làm người tử tế khó lắm quý vị ơi. Nhưng hơn nhau cái gì? Hơn nhau cái chỗ biết nhận đâu là đúng, đâu là sai, và cái lương tâm của mình mới quan trọng. Thấy không? Tôi không giàu tiền, giàu bạc, nhưng tôi giàu lương tâm. Tôi giàu cái tình thương đối với mọi người. Tôi biết đau khổ trước người khác đau khổ. Tôi không sống nệm ấm chân em, bởi vì cái đó, những cái đó tôi trải qua rồi, nó cũng phi, nó cũng phù du một ngày nào đó lên tới đỉnh cao rồi nhìn lại nó bão hòa rồi. Có gì để vui? Thấy không? Cái quan trọng nhất là mình tạo ra được cái gì để mình sống cho đời, mình tạo ra phước đức cho con cái mình và bản thân mình, sống hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Chứ đâu phải là sống bẩn sống dơ. Mẹ tụi bay lên YouTube, tụi bay ăn nói dơ bẩn, tụi bay gào, tụi bay hét kiếm tiền đem gì nuôi vợ nuôi con. Nuốt cái đồng tiền đó tao cho con ói lên ói xuống, tao không làm chuyện đó được. Người ta nói đàn ông thành công là có người đàn bà sau lưng thì cũng đúng, nhưng mà những cái thứ đàn ông thất bại thì chắc chắn là có con vợ xúi dại là chắc luôn á. Bây giờ mày thấy không, mày nói rằng vợ mày không lên tiếng là bởi vì sao? Nhục chích mẹ, có gì đâu mà lên tiếng. Tại vì sao? Có thân nó ăn bám, thân tầm gửi, nó gửi cả cha cả mẹ cả con nó vô mày, sao nó dám cãi mày được? Một mình mày, nó đẩy cho mày đi chiến đấu, mày không thấy mày ngu hả? Trời ơi, nếu mà mày đi gây lộn, mày muốn đột quỵ, mày muốn lên tăng sông máu để mày đem tiền về mày nuôi cả gia đình nó, mày là thằng ngu, mày biết không? Chứ nếu mà nó khôn như người ta, nếu mà mày khôn như người ta, mày đâu có sống vậy. Mày là công cụ của nó, mày là cái gì, là coi như là cuộc sống của nó. Nó ngu gì nó mất lòng mày. Còn mày có chết, mày chết mẹ mình mày, nó đâu chết chúng mày đâu. Còn mày chết nó kiếm khác. Mày ngu chết mẹ mày luôn, mày không biết mà mày cứ ra, bị ra rã, có ngày mày đột quỵ mày chết mẹ mày luôn, thằng Dũng Mội. Con vợ mày nó ngu gì nó lên tiếng. Tiền nó ăn, nhà nó ở, mày chết nó có đủ thứ, mà mắc mới gì nó cãi làm chi. Mày thấy không? Mày ngu tới cả ngay cả cái con vợ của mày nó không cản mày là sao? Hay là nhiều khi tao nói thiệt nha, ước mơ của nó là mày chết mẹ mày đi để nó lấy thằng khác đó. Tao nằm mơ tao thấy nó nha Dũng. Tại vì sao nó ly dị mày á, thì nó nghe có vẻ bạc bẽo quá, là tại vì sao nhờ mày nó mới được âm mỹ. Mà bây giờ nó xô cho mày ra, mày đi chửi lộn với bà Hằng để bữa nào mày đột quỵ mày chết mẹ mày đi nó lấy chồng khác. Nhiều khi cũng có cái ý đó nha quý vị. Cái này em cũng thông minh đó, em cũng nghĩ ra đó. Cho nên nó cố tình nó nói anh cứ ra anh chửi bà Hằng đi, anh cứ lên mạng anh chửi đi một ngày anh chết mẹ anh em lấy chồng khác. Hay không quý vị? Trời ơi, người thông minh nhiều khi nó là như vậy. Đúng không? Nó mới để cho mày đi ra. Chứ nếu chồng tao đâu có để cho chồng tao đi ra mà. Trời ơi, nói mà hai bên nước miếng không, như một con dượng vậy đó. Mày nói đi rồi có ngày mày tức quá, mày chịu không nổi, mày đột máu, mày chết mẹ mày đó, thì nó hưởng hết. Nói chồng khác, đó là cơ hội của nó đó. Đúng không? Chứ nếu mà chồng tao, mà tao yêu thương chồng tao hả, tao đâu có để chồng tao mà đi ra gây lộn, mà đi điên, đi khùng, mà đi chửi với một người đàn bà. Mày vì cái gì? Nói về cái gì? Nó vì tiền. Nó vì tiền của mày. Mày nuôi gì? Mày nuôi cha mẹ vợ, mày nuôi con của nó, mày nuôi nó. Nó ở nhà
Trời ơi, nó ăn trắng mặt trơn, nó sướng quá. Một mình mày đi chiến đấu, mày đi gây lộn với tao để mày có tiền YouTube dơ. Mày thông cống, mày thông con mẹ gì, tối ngày nhà truyền thông, mẹ mày nói nhà truyền thông mày đụng chạm tới nhiều người. Người ta đâu có truyền thông giống như mày, mày phải nói tôi một mình truyền thông nè. Thì nó đúng. Còn mày nói chúng tôi là mày quơ đũa cả nắm. Không ai giống mày đâu, tụi mày là một số lạc loài rất là ít trong cái xã hội này. Công nhận á nha, tao học ít lắm mà tao chửi nghe cũng giòn ghê, mà đặc biệt là tao chửi thiên hạ cũng cũng thấy thú vị. À, bây giờ cái chức vụ của tao, cái tên tuổi bà Hằng bỏ mẹ nó qua bên đi. Tao chơi tao đôi tụi mày nè, một mình tao chấp hết. Đó, sống nó có lý lẽ, mẹ tụi mày ngu dốt mà tỏ ra nguy hiểm. Trời ơi, tao nói nè, ngu dốt nhiệt tình là thành ra phá hoại. Nó xui xẻo cho những cái gia đình nào mà có con, có cháu như tụi mày. Mày làm cha, làm chồng như tụi mày, nó nhục quá đi. Đó, bây giờ tao nói cho mày nghe, giờ thằng Dũng Mội. Giờ tao đâu dám kêu mày Dũng Đen, mày không chịu mày đen, tao kêu mày thằng Mội ha. Bây giờ tao nói cho mày nghe, mày thấy mày ngu không? Mày thấy mày ngu không? Mỗi ngày mày đi cái lộn với tao, mày lên mày ra rã, máu mày nhồi lên, nhồi xuống ha. Rồi mày cãi lộn đó, mày văng nước miếng hai bên đây nè ha. Ha, mày tỏ ra mày là có thằng lợi hại lắm nha. Xong rồi cuối cùng mày hả còn thua thằng bà nữa. Tao nghe mày đi thôi, hai thằng luật sư Mỹ á, tao mắc cướm rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa, mày là cái công cụ của gia đình vợ mày. Mày là cái công cụ của vợ mày. Tại sao mày đi lộn á để mày kiếm tiền, mà mày có lỡ mày chết mày đột quỵ á thì vợ con mày hưởng hết, nó lấy chồng khác. Mày thấy mày ngu chưa? Trời đất ơi, tao thấy nó thật á. Tao không biết mày khôn chỗ nào, mày khôn liền chỗ nào tao không biết á, nhưng mà mày quá ngu, ngu độc quyền luôn á con. Mẹ bữa nay tao mất dạy với mày bữa nó nghe Dũng Mội. Đó, còn thằng Tiến Dũng Nam Quang á là hai thằng gì? Thấy không? Hai thằng lạc loài, một thằng đi làm đĩ đực. Ha, còn một thằng á trời ơi, đem mắt kiến mặc đồ vest lên ngồi nói chuyện bình luận tao. Mẹ tụi mày suốt đời á không biết sắp xếp tao được chưa? Tao nói thiệt tội nghiệp cho vợ con của tụi mày. Không, tụi mày là cái loại lạc loài ngu dốt. Mẹ mày qua tới xứ Mỹ mày sống văn minh, người ta đâu có sống như mày. Mày coi cái bên đó các anh em YouTuber đi làm có thằng có ai mà làm YouTube dơ như mày không? Cứ lên chủ đề là toàn là chửi tao không à. Bây giờ mày coi cái view của mày á, mỗi ngày á mày không nói tới tao á thì mày nói cái chuyện tào lao hôi nách á thì á là có bao nhiêu view, mà mày nói tới tao mày được bao nhiêu view, mà ngày hôm nay tụi mày tuột view hay tụi mày lên view? Thấy không? Còn những đứa mà được lên view á thì sao? Là cái đám của tụi bay cổ vũ tụi bay. Thấy không? Là cái thuyết âm mưu của tụi mày. Trời ơi, sao mà cái loại ngu dốt gì mà còn tệ hơn côn trùng nữa. Đó, quý vị thấy không? Tất cả những gì ngày hôm nay tôi nói là tôi đã hiểu ra được một cái câu chuyện ở đây là gì? Là một cái thuyết âm mưu. Một cái thuyết âm mưu có dây mơ rễ má, có một cái đường dây tổ chức trong và ngoài nước để bảo vệ cái thằng Lăng Băm này. Quý vị thấy khốn nạn không? Trời ơi, tại sao mấy em đi đối đầu với chị đẹp vậy? Tại sao mấy em đi đối đầu với một người giàu có xinh đẹp như chị vậy mấy em? Mấy em gieo nghiệp rồi biết không? Mấy em có biết không? Mấy em không công nhận chị đẹp, mấy em không công nhận chị giàu, mấy em không cam tâm nhìn chị giỏi cho nên mấy em lồng lộn lên. Hay là mấy em muốn cổ xúy cho điều gì? Trời ơi, mấy em còn đưa một cái con mà kim tròn, con chim gì đó lên đỏ nhan sắc với chị nữa. Trời ơi, tội nghiệp quá đi. Em đưa ai lên chị còn thấy hãnh diện, mà chị đâu có đi thi hoa hậu đâu. Tụi bay không có não. Không, bỗng nhiên xuất hiện con nào không biết đĩa bay đâu bay tới lên ngồi chiếm chệ chửi chị. Trời ơi, chị vui ghê luôn. Bữa nay chị phát hiện ra rồi, chị nói thật á, cái gì cái nó là sự thật. Chị lục trần sự thật ra thì hôm nay sẽ có nhiều người đau lòng lắm, và rất nhiều người bị sụp đổ bởi vì thao thần tượng của mình, tượng đài của mình bị con mẹ Hằng Đại Nam lôi ra nhổ lông luôn, dạch ra luôn đó. Giờ Hoài Linh ơi, chị với em mỗi đứa có một cái mạng à cưng. Em phước hơn chị á, thì em thắng chị, còn em không phước hơn chị á, thì em cũng giống ông Hoàng Yên thôi nha cưng. Chị nói thật, cuộc đời mà gieo gì gặt cái đó. Nhưng mà nhất khóa là không lừa ai. Cho nên tại sao chị sang sản chị lên chị nói, chị không ngại gì ai, bởi vì chị rất là vô tư. Chị có biết đi cho, chẳng biết đi nhận của ai hết. Cái mạnh của chị ở đây là chị không có mua đồ, không có mua mô, không có xảo trá. Bây giờ nói đi, chị toàn bị người ta lừa không à. Người ta lừa gì? Thật sự ra là tại vì chị tốt, chị tử tế, chị bị người ta lừa. Tôi bị người ta lừa, nhưng mà nhiều khi đó không phải là cái nỗi buồn của tôi đâu, mà tôi vui là sao? Bây giờ tôi mất mấy trăm tỷ, nhưng mà tôi để cho tất cả mọi người thấy là một thằng Lăng Băm lừa đảo, cái điều đó vui quá chứ sao là lại buồn được. Xác định luôn,
coi như không có nó trong đời, chỉ bằng là một hai viên kim cương tôi đeo thôi đó, coi như không quan trọng nữa. Mà quan trọng là gì? Là tôi đã đem tới cho quý vị thấy rằng không có thần y lăng y, không có con mẹ gì ở đây hết trơn, là một tập đoàn lừa đảo. Mà bây giờ Hoài Linh lại cố tình cho 20 học trò đi học để mà nói gót thằng Lang Băm này, thì đây là gì? Đây là một cái mắt xích rất là lớn nha quý vị. Đây là một cái thuyết âm mưu rất là lâu dài. Bởi vì tôi mới nói là nếu thằng này không ngã xuống thì còn bao nhiêu cái thằng gọi là thủ lĩnh tạo ra thủ lĩnh. Tôi đâu có sai, quý vị thấy không, tôi dùng từ cũng chính xác luôn nha. Nhớ nha quý vị, đi học trường trung cấp, trung cấp Tây Sài Gòn, 20 đệ tử của Hoài Linh, trong đó có một trợ lý, đăng ký vô học để làm chi? Để có cái bằng để ra đi bẻ lưỡi bẻ cổ người ta, giống như ông Hoài Linh, ông Hoàng Yên vậy đó quý vị. Quý vị cho em uống miếng nước rồi em lấy hơi em chửi tiếp. Bao nhiêu người xem nè con? Trời ơi, hơn 30.000 người. Trong 30.000 người này thì có 28.000 người yêu mến tôi, và có 2.000 người nghe để rình rập chửi tôi. Đó, cho nên đó, quý vị ơi, cuộc chiến này á, bây giờ á, tất cả những người là nạn nhân, là nạn nhân của 14 năm chứ không phải nạn nhân của 1 năm, 2 năm đâu nha quý vị. 14 năm qua ông ta đã lừa đảo thật sự, và không có một nạn nhân nào thật sự mà được chữa bệnh câm điếc thật sự. Đó quý vị thấy không? Tôi đã cố gắng tôi minh chứng cho quý vị thấy rằng là một nửa tài sản của chúng tôi cũng không làm được. Rồi bây giờ mọi người vẫn cố tình ra sức binh vực cổ suý, rồi ra sức là bảo vệ, rồi ra sức là trời ơi cố gắng là bôi cho trét trấu vô mặt tôi, khó lắm. Sự thật nó là sự thật. Tại đó bởi vì tôi nói người ở trong bóng tối á, thì á, tôi ở ngoài ánh sáng tôi trường mặt tôi ra tôi nói, còn người trong bóng tối á, thì chỉ có sử dụng gì? Mưu hèn kế bẩn. Thấy không? Quý vị thấy không? Một mình tôi chiến đấu, tất cả tao chấp hết tụi mày á, bởi vì sao? Tao không làm gì xấu hết á. Tao là người sống có lương tâm, sống lương thiện, và tao là người thành công thật sự. Tụi mày giờ này còn phải đi kiếm tiền để nuôi thân, thấy không? Còn tao phải đi kiếm tiền để tôi nuôi lại người nghèo, người khổ, giúp đỡ cho đời. Hai cái level khác nhau nha tụi bay. Cho nên nói gì nói, tụi mày không có cửa với chị đâu. Cho nên nó đừng có cố gắng. Cái sự cố gắng của tụi mày chỉ tố cáo tụi mày là những con người không có lương tâm, bán rẻ lương tâm. Lên làm YouTuber, mẹ mày đóng mẹ cái kinh mày lại đi, mấy thằng khốn nạn này. Lên chửi tao ra rã thì ra là tao không ân quán với tụi mày. Tụi mày cố tình, tụi mày là một cái thuyết âm mưu trong một cái đám đồng bọn. Tụi mày lên chửi tao, bữa nay tao chính thức tao chửi tụi mày luôn. Mẹ vô cớ gì, tao có đụng tới ông bà tổ tiên mồ mả cha mẹ gì tụi mày không? Tụi mày lên tụi mày chửi tao thì ra là tụi mày là tai sai của cái tập đoàn lừa đảo này. Mẹ tụi mày cấu kết nhau quá rõ rồi. Tụi mày có đạo diễn, tụi mày có diễn viên, tụi mày có quần chúng, tụi mày có cái là đóng tắt cá mọi giai để tụi mày thâm nhập vô cái cộng đồng này, tụi mày hút máu người. Khốn nạn. Mẹ tội của tụi mày nó đem ra cho xã hội, cho tất cả nhân dân nó băm tụi mày ra cũng chưa đủ nữa. Tụi mày là một tổ chức đi lừa đảo, hút máu người nghèo, đánh đập người ta, hành hạ người ta. Cái là gieo cho người ta một cái niềm tin không bao giờ có thật. Ai đã từng là nạn nhân á, thì mới biết cái khốn khổ khốn nạn tụi mày dành cho những người đó. Còn ai chưa từng á, thì ngồi đó chỏ mỏ ra nói chưa đâu, bệnh hoạn không biết lúc nào, đau ốm trong người không biết lúc nào, rồi sẽ có lúc được trải nghiệm rồi mới hiểu được cái khổ đau của người khác, rồi đi thầy đi thuốc mà bị lừa đó thì mới hiểu được là cái khốn nạn nó làm sao. Chỉ cần mua một viên thuốc uống không hết bệnh đã bực bội rồi, huống chi mà bị đánh bị đập bị đau đớn mà hả, còn phải đi lại lục năn nỉ cầu xin nữa, mà nó khốn nạn tới mức nào. Tao nghe nói là tao nhắc tới là máu giang hồ tao nó muốn lên tới não luôn. Thật sự mà nói khốn nạn nó chưa từng, mà cái quan trọng nhất là tụi nó đều biết tụi nó là lừa đảo hết, mà tụi nó vẫn cố gắng tụi nó lừa đảo. Nếu không phải là tôi thì muôn đời tụi nó vẫn đi lừa đảo quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, gần 2 tháng nay nếu không đổ bể ra cái câu chuyện này á thì tụi nó mọc bao nhiêu cánh nữa. Mà cái ngôi chùa tôi xây cho nó đó, mà tôi không có làm lớn chuyện lên á, mà tôi nhu nhược á, tôi bỏ qua, thì nó tận dụng cái ngôi chùa đó, nó thu bao nhiêu tiền nữa, nó sẽ còn mọc cánh mọc đanh tở bao nhiêu nữa.
Thưa quý vị, rõ ràng là bây giờ kiểu gì nói, kiểu gì chị mày cũng thắng rồi, thắng trong lòng công chúng, và từ đây và mãi mãi về sau, thấy không? Cái chuyện mà Lan Y hay là Lương Y hay là Thần Y gì đó, Võ Hoàng Yên là mày tê liệt hoàn toàn rồi. Có chăng là mày tạo ra những cái thủ lĩnh, đúng không? Để tiếp tục đi lừa thiên hạ thì tao phải la làng lên cho tất cả mọi người phải cảnh giác. Bệnh thì đưa vô bệnh viện. Còn nếu mà Đông Y Tây Y gì đó, mẹ tụi mày chữa Đông Y Tây Y, mẹ tụi mày là thú y, tụi mày là Đông Y Tây Y gì, tụi mày chỉ có đi làm bác sĩ thú y chữa cho súc vật thôi. Mẹ không biết nó hết không, tụi mày bị đặt dở trò bị ổi với công chúng, với cộng đồng. Bây giờ quý vị nghe em chửi quý vị thấy không, nó khốn nạn đến tận cùng bằng sự khốn nạn. Tán gia bại sản, người ta bệnh đau rồi, tôi coi là những cái clip mà nó hành hạ người ta, trời ơi, cái lòng tôi nó căm hận vô cùng. Tôi nói thật với quý vị, có một cái gì đó nó cay đắng vô cùng. Mặc dù tôi không phải là nạn nhân mà tôi thấy nó, tôi nói thật tất cả những người mà đã từng bị nó làm đau đớn, coi lại đi sẽ thấy cái hận thù ra làm sao nha quý vị. Và bây giờ thì có một cái lá thư, một cái lá thư của một cái bác này lớn tuổi rồi gửi cho tôi. Tôi cũng đọc cho quý vị nghe, tôi cũng già là mắt tôi nó cũng lèm nhèm lắm. Chỉ còn nhìn được thấy anh Dũng đẹp trai một chút thôi chứ mắt nó cũng lèm nhèm nha quý vị. Đọc cho quý vị một cái thư này cảm động lắm, mà viết chữ tôi đọc cũng không ra luôn. Mà nhiều khi tôi giờ viết chữ tôi đọc cũng không ra chữ tôi luôn, chứ đừng nói người ta. Bây giờ xin đọc lá thư này nha quý vị. Quý vị xem đây, cái lá thư này là của một bà già lẩm cẩm xin giấu tên nha quý vị, nhưng mà lặn lội rất là nhiều ngày để mà gửi cho tôi một cái tâm thư này. Thì quý vị cũng biết rằng là tôi đã nhận rất nhiều thư, phải nói là không biết nói làm sao cho hết cái sự xúc động của mình đối với lại tất cả quý vị đã thương mến, cổ vũ và tin tôi. Quý vị đã tin một con người dám sống chết vì cộng đồng thì quý vị không bao giờ sai. Và hôm nay quý vị thấy em sung không? Em năng lượng rất là nhiều. Nếu mà cho em đi làm luật sư á, thì chắc là cũng được á. Nhưng mà cãi cái gì đó đúng lương tâm thì cãi, chứ cãi cái gì mà vì tiền chắc em không làm được đâu. Cho nên là thôi, bữa nay em đọc cái tâm thư này cho quý vị nghe nha. Thân gửi em Hằng, lời đầu tiên chúc em và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Chúc em kiên cường, sáng suốt trong mọi tình huống mà em đang và đã làm. Chị rất mừng và kiêu hãnh cho người phụ nữ lần đầu tiên kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất có một người phụ nữ anh hùng. Anh hùng hay người khùng không biết nha quý vị, đã đứng lên vì cộng đồng, bài trừ một tệ nạn, một đối tượng nguy hiểm xuyên quốc gia. Nó độc ác hơn cả giặc ngoại bang đã từng đô hộ nước ta. Trong chiến tranh chống ngoại xâm cũng có nhiều phụ nữ anh hùng đã đi vào lịch sử, nhưng họ còn có đồng đội bên mình. Với em thì một mình lại dám nghĩ, dám làm, dám nói để đem lại bình yên cho cộng đồng và xã hội. Những kẻ tham lam và ngu xuẩn vì một chữ tiền đã đánh mất đi lương tri và danh dự để người đời nguyền rủa. Lịch sử từ xưa còn giá trị đến bây giờ, thiện vẫn thắng hung tàn. Đã nhiều năm chị cũng theo dõi Hoàng Yên chữa bệnh, có lúc cũng ngộ nhận, nhưng có sự như có sự huyền bí trong cuộc đời, nhưng thấy cách chữa nó tàn bạo làm sao ấy. Vì nhát gan, chị sợ đau không dám chữa. Cũng may mà chị không xà vào lưới nhện, xa vào lưới nhện. Nay sự thật đã phơi bày, kẻ giả tâm đã lộ diện. Tiêu diệt một con quỷ là rất vất vả, nó còn dám hại cả Phật nữa. Cơ mà em thật sáng suốt, bình tĩnh, đừng nóng giận mà mắc mưu lại quỷ, lũ quỷ, những kẻ thoá mạ em.
Trên mạng cũng là lũ quỷ đội lớp người. Theo em, em theo Phật cũng hiểu những người có tâm, có đạo không bao giờ chống lại chính nghĩa. Đây là nói về tâm linh. Còn thực tại trên đất nước mình, trong lịch sử sách còn để lại ông cha ta đã áp dụng mưu và mưu kế đã thắng mọi kẻ thù trong thế giới. Đây là chị đang tâm sự với em. Chị tin là em có đủ bản lĩnh để đối đầu trong cuộc đời này. Hàng năm về Đại Nam lễ Phật, chị chỉ thấy mỗi Dũng Lò Vôi. Nay thấy vợ chồng em trên truyền hình, chị rất mừng cho em có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng lý tưởng trong phong cách đến lời nói, đi vào lòng người, đúng là phong cách của con Phật. Chị nói hơi dài trong khi nói chuyện, có điều gì chị không đúng, mong em bỏ qua nhé. Già rồi mắt lem, mắt kém lắm, dùng kính 5 độ nên viết chữ hơi to, lúc to lúc nhỏ, rồi thiếu nét, thiếu chữ, mong em thông cảm nhé. Tạm biệt em, bà già lẩm cẩm giấu tên. Quý vị thấy có cảm động không quý vị? Phương Hằng tôi thì nhận rất là nhiều cái lá thư, mà phải nói rằng là có khi hoặc là có những cái tin nhắn tự nhiên mình đọc xong rồi nước mắt mình trào ra. Mặc dù mình không có khóc, nhưng mà tận cùng của cái sự mà tuổi thân đó. Quý vị thấy không, tôi cũng là một con người có khi tuổi thân lắm quý vị. Vì dù sao thì tôi cũng đã 50 tuổi rồi, có 4 đứa con, cũng thành đạt. Quên đi tất cả những cái sĩ diện, quên đi tất cả những cái gì cho bản thân mình mà chiến đấu. Thì sẵn đây thì cũng tâm sự với quý vị là mấy đứa con của tôi nó rất là lo cho mẹ. Nó lo cho mẹ. Cái ánh mắt của nó nhìn thì tôi hiểu. Tôi cũng hay né tránh tụi nó vào những lúc mà căng thẳng. Thì nó cứ kiếm mẹ, nó hỏi là tại sao ở trên mạng người ta chửi mẹ như vậy, tại sao người ta xúc phạm mẹ như vậy. Thì nó lớn hết rồi, đứa thì 31, đứa thì 29 tuổi, đứa thì 15 tuổi. Nó lớn hết rồi, nó cũng theo dõi tình hình bên ngoài. Thì nó rất là đau lòng. Nó đau lòng khi mà nó thấy tôi, tại sao một mình mẹ mà mẹ bị như vậy, người ta ăn hiếp mẹ như vậy. Tôi thấy tụi nó lo lắng thì tôi rất là cảm thấy xót xa. Thì tôi cũng chỉ nói là không có sao hết đó, người ta nói xấu mẹ nhưng mẹ không có xấu là được rồi. Nó nói chứ là cái đứa con trai lớn, nó nói là không có cớ gì mà người ta chửi mẹ như vậy hết. Con thấy nhiều người họ quá tàn nhẫn. Thì phải nói với quý vị rằng là đụng tới mấy đứa con thì cũng nhói tim, nhói tim. Mà nhất là cái đứa con trai nhỏ của tôi á, thì tôi cũng không có quên khoe với quý vị một cái clip mà nó tự quay. Nó tự quay xong rồi nó gửi cho tôi. Thì quý vị biết không, chỉ có là con mình, chồng mình mới có thể làm cho mình rơi lệ, hay là làm cho mình cảm thấy là mình giống như là mình xúc động. Và những cái lá thư, những cái lời an ủi của quý vị gửi cho tôi, đôi khi tôi đọc xong rồi nước mắt tôi tuôn trào. Và đó là cái cảm xúc thật đó quý vị. Và nhất là những đứa con mà nó lo cho mẹ đến nỗi mà ba bốn đứa nó bu xung quanh, xong nó cứ phản ứng theo cái kiểu mà tại sao người ta chửi mẹ như vậy, mẹ có làm gì ai không, mẹ đi giúp người mà tại sao người ta chửi mẹ như vậy. Thì quý vị cũng hiểu là tụi nó cũng biết là mẹ nó là đi giúp người, có quỹ mổ tim, đi cứu sống trẻ em, rồi đi làm thiện. Rồi nó thấy người ta chửi tôi như vậy, nó đau lòng, nó nói là mẹ làm người tốt mà tại sao người ta chửi mẹ như vậy. Thì thật với quý vị là có những cái giây phút đó tôi cảm thấy tôi có lỗi với con tôi. Mà đâu đó thì cảm thấy nó rất là đau xót quý vị. Vì nó rất là hồn nhiên, vì nó thấy mẹ không làm gì mà rất là nhiều người chửi mẹ nó như vậy. Thì
cái phản ứng tự nhiên của một người con thì nó nói làm cho mình xúc động. Quý vị, và mẹ Hữu sẽ hy sinh tất cả để cứu cánh thằng Lợi. Đó quý vị, quý vị có thấy không? Quý vị có thấy là con của tôi có 9 tuổi mà khi nó thấy mẹ như vậy nó bối rối lắm. Nó bối rối, nó không biết làm sao để bên mẹ, rồi nó cứ quanh quẩn theo tôi, nó hỏi là tại sao mà ông Yên trở thành một người như vậy. Rồi nó tự làm một cái clip, hai cái clip mới gửi cho tôi, nó nói là bây giờ ai có thương mẹ thì nó cảm ơn, bây giờ không có thương mẹ thì nó cũng khẳng định là ông Yên là một người lừa đảo. Thì quý vị biết không, có một cái điều là tôi là mẹ của 4 đứa con, thì trong những cái lúc như thế này thì cái niềm an ủi lớn nhất của tôi là 4 đứa con và anh Dũng và tất cả quý vị cổ vũ tôi, ủng hộ tôi. Nhưng mà khi mà mấy đứa con mà nó lên tiếng cùng một lúc, nó không có bằng lòng là tại sao mẹ nó bị tấn công như vậy, mẹ nó là một người tốt mà tại sao mà mẹ nó bị như vậy, nó phản ứng theo cái kiểu rất là hồn nhiên. Tôi cũng không biết giải thích với nó như thế nào, nhưng mà nó chỉ hiểu một cái điều là mẹ nó là người tốt. Nó nói những cái câu mà làm cho tôi tan chảy. Nó nói là người ta là người xấu mà người ta cũng không nhận người ta người xấu, người ta cũng tấn công ăn hiếp mẹ. Thì quý vị biết là tôi không phải là người yếu đuối, nhưng mà rõ ràng là những đứa con của tôi là nó đã làm cho tôi tan chảy. Và có hai đứa con lớn thì nó nói là cái chuyện của mẹ bây giờ người ta công kích luôn cả con. Cái chuyện mà con hư một thời rồi bây giờ nó sắp cưới vợ rồi cũng mang con ra lên YouTube kể tội của con của bà Hằng thế này, con của bà Hằng thế kia, rồi moi những cái quá khứ mà thậm chí là con của tôi nó cũng chẳng biết cái gì quá khứ của tôi, nó cũng chẳng có một cái điều gì, bởi vì tôi là một cái người mẹ sống luôn luôn che chở cho con và không bao giờ để cho con nó biết một cái điều gì mà khiến cho nó phải lo lắng. Mà gần đây thì cái dư luận bên ngoài nó quá nhiều, mà cái câu chuyện này thì nó quá lớn, cho nên nó khiến cho con tôi nó lo lắng. Thì tôi cũng xúc động, tôi cũng chia sẻ với quý vị thôi. Chứ còn tôi chẳng bao giờ để một hình ảnh nào mà để cho con cái nó phải lo hết. Và con của tôi bây giờ đứa nào cũng rất là ngoan. Một đứa mà hôm trước tôi cũng có chia sẻ là nó cũng đi chơi hư hỏng một thời gian ngắn thôi, thì bây giờ nó đã ngoan, nó sắp có vợ rồi, thì nó ổn hết rồi. Đó, cho nên là tôi cũng phải nói một điều, trong cuộc chiến nào cũng có thương tích hết. Nhưng mà quý vị thấy không, rõ ràng là chỉ có một mình tôi thôi. Tôi được quý vị cổ vũ, nhưng tôi vẫn là cái người quyết liệt nhất trong cái câu chuyện này. Chứ tôi không thể bỏ cuộc và tôi không bao giờ mà thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả một lòng vì cộng đồng. Và tôi chỉ mong một cái điều là dù cho ai có thương có ghét gì cũng phải nhìn nhận cái một điều sự thật là đây là một tập đoàn lừa đảo thật sự. Còn tôi, đối với tôi thì tôi đã chiến rồi, tôi chiến tới cùng. Và đây là tôi đã xác định đây là một cuộc quốc chiến rồi. Cho nên là không có một cái lý do gì mà tôi chùn bước hết, vì tôi rất thật. Vì tôi rất thật và tôi rất là hồn nhiên. Tôi thấy cái điều nó không đúng thì tôi hết sức là tôi bảo vệ cái chân lý. Và tôi hết sức vì cộng đồng và tôi không cam tâm nhìn thấy người ta bị lừa dối, người ta bị lừa gạt, người ta bị tổn thương, người ta bị mất niềm tin. Thì tôi chiến đấu vì chính nghĩa thôi. Thì nói tóm lại cái câu chuyện hôm nay á, có hai điều, ba điều tôi muốn nói với quý vị. Thứ nhất là tôi đã hiểu tại sao, và đã có một cái câu hỏi là tại sao tôi đã bị tấn công vô cớ, và những người tấn công tôi là những người tôi chưa từng quen biết. Tôi hiểu rồi, thì đây là cái câu trả lời dành cho quý vị. Là thật sự ra trong cuộc sống thì tôi cũng khép kín lắm. Mười mấy năm về làm vợ anh Dũng thì tôi chưa bao giờ mà làm mất lòng ai, hay làm tổn thương ai, hay va chạm gì với ai hết. Thì bỗng nhiên có cái câu chuyện này thì tôi mới biết là thì ra cũng có cái hay của nó. Và tôi công kích thì tôi cũng mới biết được cái bộ mặt thật của cái tập đoàn này. Và cái thứ hai nữa đó là tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là
cái mối quan hệ giữa ông Yên với lại Hoài Linh nó như thế nào mà đến hôm nay Hoài Linh vẫn vô cảm, vô cảm, vô can, vô tâm, vô tư, vô tình. Thì cũng đúng thôi, tôi không nói là đồng bọn, nhưng mà quý vị hãy nhìn vào những cái sự thật, và quý vị hãy nhìn những cái hình ảnh họ đã gắn bó với nhau, họ đã như thế nào, họ đã cùng với nhau một cái chân lý sống mà họ đã chọn. Thì quý vị, đó là câu trả lời của dành cho quý vị. Còn cái tiếp theo nữa là tôi muốn nói cho quý vị rằng là dù ai nói gì, tôi không bao giờ bỏ cuộc chiến này, vì tôi sẽ chiến cho đến cùng. Cái đầu tiên tôi thành công là bây giờ là Võ Nằm Yên đã nằm yên rồi. Bây giờ cho dù ngày mai tôi có chết đi, Võ Nằm Yên cũng sẽ là thân bại danh liệt rồi. Còn cái còn lại nữa là có lừa đảo hay không, có làm chết người hay không, có lừa gạt tiếp tục nữa hay không. Cái này là cái chúng ta cần phải cùng với nhau một lòng. Ai là nạn nhân thì hãy lên tiếng đi. Sẽ có pháp luật bảo vệ, sẽ có những cái cơ quan chức năng họ đứng ra, họ tiếp tục bảo vệ cho chúng ta. Và cái quan trọng nữa đó là khi mà cái thủ lĩnh thì tạo ra thủ lĩnh, thì những cái nơi nào mà còn đang nhen nhóm đi chữa bệnh để lừa đảo thì chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, là bởi vì sao, nó mọc rễ mọc nhánh mọc cành ra quá nhiều rồi, cả trong và ngoài nước. Cho nên chúng ta phải một lòng để mà tiêu diệt hết tất cả những cái gì dối trá nhất mà cuộc sống nó đã khó khăn rồi mà chúng nó đem đến cho mình. Thì đây là một cái điều mà khó chấp nhận được. Và cái quan trọng rằng là cho dù ai có khóa Facebook của tôi, ai có làm gì cũng không bao giờ khóa được cái miệng của tôi, và khóa được trái tim tôi, nhốt được trái tim tôi. Nó là nó luôn luôn thổn thức, và nó luôn luôn biết thương yêu những người nghèo khó và một lòng vì chân lý. Cho nên là không ai bụm miệng được tôi, và cũng không ai nhốt được trái tim tôi, và cũng không ai bắt tôi phải hành động theo cái ý của họ được đâu. Cho nên một lần nữa tôi cũng hết sức là cảm ơn tất cả những quý vị, những cái fan đã ủng hộ hết lòng thay tôi để mà đối đầu. Nhưng mà hôm nay thì thật sự ra thì khi mà chúng ta đã biết một cái thuyết âm mưu rồi thì chúng ta cũng chẳng cần gì phải nói nữa. Tại vì khi mà chúng ta chưa biết rõ đó thì chúng ta còn ngơ ngác ngạc nhiên là hỏi là tại sao, tại sao. Thì bây giờ biết rõ rồi, biết chúng nó là một cái tập đoàn, chúng nó là có một cái mối liên kết rất là chặt chẽ, rất là sâu sắc với nhau. Người ta nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã, mà chó tầm chó đó. Thì cái đó là quá chính xác rồi. Mà nói thật á, làm người thì khó, chứ làm chó thì nó dễ lắm. Tụi nó muốn sống theo kiểu chó, theo kiểu bầy đàn đó, đó thì tụi nó là những cái con người gọi là không phải là máu đỏ da vàng, mà nó ở hành tinh khác đến thì nó mới là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Và quý vị nên nhớ rằng là quý vị phải phai đao ra cho hết một cái tập đoàn này, và tránh mặt ra những con người mà đang cố gắng, là một ngày xuất hiện ra một con, hai ngày xuất hiện ra, bây giờ mới xuất hiện ra mấy con nữa, xuất hiện ra thêm một vài con điên nữa quý vị, sẵn sàng là lăn vô để mà chiến đấu với tôi, chửi rủa với tôi. Và thông qua cái kênh này thì cũng gửi tới em Hoàng Yến, mà cái em mà đi lừa đảo xuất khẩu lao động mà ở tù mà ở Bến Tre đó, thì chị gửi qua em đừng có chơi những cái trò đê tiện dơ bẩn đó, và em đừng có lấy cái nick của chị ra là mang tên cuồn cuộn để mà em đi ném đá dấu tay. Chị lôi em ra trước công chúng, và chị lôi em ra trước công an một lần nữa để xem coi cái dĩ dãng dơ dái của em nó ra làm sao. Đàn bà mà đi lừa đảo đến tù tội, mà đi lừa đảo cái kiểu mà xuất khẩu lao động á, thì danh sách của em, tên tuổi của em nó rõ lắm rồi, không có chạy đâu cho khỏi đâu em ơi. Cho nên quý vị phải thấy đây, đây là một trong những con người cũng đang quyết tâm. Đây, tên gì con? Đang quyết tâm đó quý vị. Đây, Nguyễn Hà My đó, đang quyết tâm đó, để chống đối lại tất cả những cái gì mà chúng tôi đang làm vì cộng đồng. Đó, cứ lâu lâu xuất hiện một con bánh bèo, lâu lâu xuất hiện một con bánh bèo, coi như là thí cho chốt thí đó, quý vị thấy không? Có cái hình tôi bên cạnh đó quý vị. Đó, quý vị thấy không? Rất là nhiệt tình đó, uyên dương, buông bỏ trách nhiệm, dặn sự tự nhiên. Quý vị mà vào được mấy cái trang này tụi đó, quý vị mới thấy nó điên cuồng, nó điên cuồng chứ không. Cái đám tập đoàn lừa đảo này một lòng sống chết đó, quý vị thấy không? Nó là một con thiêu thân, nó là một con thí chốt thí đó. Mà trong cái tập đoàn này nó nhiều lắm, con đưa hết cái hình ảnh lên con, các cái hình ảnh mà cô chuyển qua cho con á, là quý vị coi nè, vợ chồng của thằng Cường, thằng Chánh Cường làm một cái sinh nhật cho ông Yên.
quý vị sẽ nhìn thấy đây có một cái hình của ông Yên trong cái bánh kem, là một thằng Mai Dương mà nó đưa lên trong cái bánh kem. Đây, đây nha quý vị, đây là thằng Hùng, là cánh tay phải của ông Yên trong tất cả các cuộc đi chữa bệnh là đều có hết đây. Vợ chồng lấy cái con này là cái con mà đi lên nói là ông thầy Yên chữa bệnh ung thư vú đó quý vị. Đó, tập đoàn của nó hết đó, quý vị thấy không? Đó, đầy đủ hết đây. Đó, quý vị thấy không? Đây vợ chồng của ông Chính Cường. Đây, hai con này đây là đi chung một cái chuyến mà đi cứu trợ đồng bào đi trên một cái du thuyền, một cái tàu mà nước sông nước mênh mông mà nó nói vui quá, người ta đang bị lập lụt. Nè quý vị, đây cái thằng Mai Dương nằm trong bánh kem nè quý vị. Quý vị nhìn thấy không? Đó, đưa nó vô cái bánh kem này là ca tụng nó tận mây xanh. Đó quý vị thấy không? Ngu tầm ngu, mã tầm mã, và chó tầm chó, quý vị thấy không? Trong tất cả các cái cuộc chưa bao giờ thiếu thằng Chính Cường, chưa bao giờ thiếu nó. À, nó là một cái thằng BA rất là giỏi cho thằng Lăng Bông này. Thêm nữa đi con. Đó, quý vị thấy không? Lâu lâu rồi ra một cái con thiêu thân, lâu lâu rồi ra một cái con thiêu thân đi chữa mướn. Đó. Mà quý vị biết không, nó kết tập hợp một cái nít, nó tát tên vô hết. À, một nhóm luôn. Bởi vì hôm nay á là tôi đã phải nói rằng một điều là sự thật là sự thật. Đó quý vị nhìn thấy không? Đây 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 đây. Hai vợ chồng này đây. Đây là đạo diễn. Đây là đạo diễn của bộ phim mà cái gì 123 con, cái vừa rồi mà có cái hai em mà mù á quý vị. Ba người diễn viên đây là đạo diễn đây. Đây là một cái cô mà vợ của ông này là cái cô mà đi quyên góp mà ca ngợi cho cái tập đoàn lừa đảo này nè quý vị. Quý vị thấy không? Có dai, có cánh, có rây mơ, rễ má, chùm chùm lớp lớp, toàn giới nghệ sĩ rồi giới diễn viên, giới đạo diễn không. Tôi hỏi quý vị như vậy mà không lừa thiên hạ sao được? Lừa sái cổ luôn, chúng ta là bị lừa sái cổ luôn. Đây, hai ông bà này đây. Quý vị ơi, quý vị nhớ nha, ông này tên gì, ông này con bà này tên gì? Đó, cái gì? Hả? Cao Văn Thụy. Cao Văn Thụy nha quý vị, đâu tên đâu con. Đây, đó quý vị phải nhớ hai vợ chồng này nè. Đó là đạo diễn, diễn viên cho ông Yên đi lừa đảo khắp cùng. Thậm chí là làm phim luôn để mà miệng người ta hỏi làm sao người ta không bị lừa được. Quý vị thấy không? Ghê gớm tới cái mức đó đó quý vị thấy không? Hỏi làm sao mà không bị lừa từ trong nước ra tới nước ngoài được. Từ nước ngoài về tới nước trong. Còn hình nào nữa không? Đây. Định mệnh nhân quả cuộc đời. Đây đây. Định mệnh nhân quả cuộc đời nè quý vị thấy không? Toàn nói chuyện nhân quả không mà toàn làm chuyện khốn nạn không. Bởi những người nói chuyện đạo lý là quý vị đặt dấu hỏi nha. Bởi trong con người là không có, người ta mới cố gắng là che đậy nè hai vợ chồng đó quý vị. Đây. Đó, bởi vì sao tôi không đụng vô cái lửa này? Đó, tôi đụng vô cái chỗ này thì giống như là một tập đoàn mà. Đó, cho nên ra sức dùng vậy để mà đối phó và binh vực. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị cứ vô trang, quý vị sẽ thấy họ liên kết với nhau như thế nào. Họ bảo vệ nhau thế nào, quý vị coi đừng nhớ comment, quý vị mới thấy rằng họ đã như thế nào. Đằng sau lưng ném đá giấu tay tôi như thế nào, một mình tôi mà tơi tải cái đám mất dạy này. Đó quý vị thấy không? Rồi lâu lâu lòi ra một hai con điên thí chốt nữa. Đó quý vị có thấy khốn nạn khốn khổ cho tôi không? Khốn nạn khốn khổ cho dân tình mình không? Nó lừa đảo chùm chùm lớp lớp mà các cái thành phần nó lôi vô hết chung cuộc. Thì quý vị thấy là nó cỡ nào? Nó ma mảnh cỡ nào? Nó quy mô cỡ nào? Với tôi nói một tập đoàn đâu có sai. Đó. Bây giờ đó quý vị thấy không? Tôi lôi tên ra từng người. Tôi có đầy đủ bằng chứng, thấy không? Nếu cần tôi kiện hết tất cả ai đã chấp cánh cho Võ Hoàng Yên, ai đã đi huy động tiền quyên góp để cho nó một bản thân nó bỏ túi. Đó, không phải tập đoàn là cái gì, không lừa đảo là cái gì, lừa hết tất cả. Nó thừa biết nó đi lừa đó, mà nó vẫn cố tình nó chấp cánh cho ổng. Hỏi quý vị, trong 97 triệu dân này chúng ta không bị lừa sao được? Qua những cái video clip, qua những cái lời ca tụng, qua những cái hình ảnh, qua những cái kiểu mà rây mơ rễ má, toàn những người có tên tuổi không, được quý vị nghĩ xem làm sao. Và cuối cùng lại á, thì hôm nay tôi cũng xin lỗi, rất là xin lỗi những người mà đã thần tượng Hoài Linh, để rồi thêm một lần nữa một cái tượng đài sụp đổ nữa. Thì quý vị yên tâm đi, có sức chơi là phải có sức chịu thôi.
và tôi nói đúng nói sai gì á thì cứ ra mặt chơi. Đã chơi là chơi, không có ngại hết trơn á. Ai cũng có một lần chết và ai cũng có lá gan hết. Nhưng tôi dám sống với chính nghĩa thì bước ra sân chơi với tôi. Đừng có chơi những cái trò ném đá giấu tay, những cái mưu hèn kế bẩn. Thì hôm nay cái câu trả lời với quý vị á là chúng ta phải tỉnh táo. Chúng ta phải nhìn nhận một cái điều á, bây giờ có 100 con chó điên nó ra nó chửi tôi á, hay nó ra nó nói xấu tôi, thì quý vị cũng biết đây là một cái thuyết âm mưu. Thấy không? Quý vị thấy rõ rồi đó, tôi chứng minh cho quý vị đó, nó kết nối, nó táp vô thành một cái nhóm, một cái tập thể trong và ngoài nước. Nó khốn nạn tới cái mức mà tất cả nó kết hợp với nhau thành một cái tập thể trong và ngoài nước để dùi dập Nguyễn Phương Hằng tôi. Trời ơi, khó lắm mấy em ơi, mấy em chưa đủ phước đâu. Thứ hai nữa là bây giờ quý vị phải nhớ một điều giùm Phương Hằng tôi á. Chúng ta là những con người sống có lương tâm. Bây giờ thêm 100 con điên, 1000 thằng điên xuất hiện thì quý vị cũng đã có câu trả lời vì sao rồi. Vì tôi không ân oán nhai hết. Đó, cái câu trả lời mà hôm nay mà tôi quyết định tôi lên tôi chia sẻ với quý vị thì quý vị thấy rõ rồi đó. Trước khi chết nó phải dãy chứ quý vị. Không, trước khi nó chết nó phải dãy dụa, nó phải làm bằng mọi cách để chi sống còn mà. Bứt dây thì động rừng, mất ăn thì nổi điên lên đầu. Và mình đi đâu cũng được ca tụng, mẹ xuất hiện như vua chúa, đi nghiêng ngang giống như là đi ban phát cho thiên hạ, bố thí cho phước đức. Trời đất ơi, bây giờ như con chó, như một lũ chó núp trong hang trong hầm. Ra mặt đi, tôi kêu tên từng ngày đó, tụi mày ra mặt đi. Rồi mày đặt lập di bằng, đi thuê luật sư nổi tiếng để làm gì tao? Tao không có làm sai thì tao chả sợ con mẹ gì hết á. Đúng không? Còn những người mà ăn tiền của tụi mày á, mà đi ra bẻ cong chân lý á, bẻ cong cái sự thật á, thì tao nói suốt đời cũng bị thiên hạ người ta nguyền rủa. Nhớ là như vậy nha. Tiền thì ai cũng ham hết, nhưng ham cái đồng tiền nào nó có nghĩa, nó đúng á, thì nên tham. Còn ăn đầu này ói ra đầu kia thì nó cũng thế thôi, nhân quả. Không, cho nên có những người đó bẻ cong tất cả vì tiền. Rồi cuối cùng á, có ăn cái đồng tiền được không? Mình ăn hay là mình trả con cháu mình, chồng mình, vợ mình ăn những cái đồng tiền dơ bẩn đó, những cái đồng tiền mà trái với luân thường đạo lý, ăn được không? Hở ra chơi luật sư, hở ra chơi giang hồ, sợ quá. Nghe mà sợ quá, mà nhất là luật sư, hai thằng luật sư Mỹ của thằng Dũng Mội á, tao nghe tao sợ điên người luôn. Trời đất ơi quý vị ơi, hôm nay Phương Hằng tôi á, cũng có một cái cơ hội để trần tình với quý vị. Tất cả những cái gì mà Phương Hằng tôi đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn, và chơi trong danh dự nha quý vị, nói là chịu trách nhiệm nha quý vị. Và hôm nay á, thì tôi cũng đã chứng minh cho quý vị thấy rằng là kể từ hôm nay, một con điên, một thằng khùng nào mà nó có xuất hiện, nó chửi tôi thì nó cũng là con chốt thí thôi. Bởi vì sao? Nó muốn tạo nghiệp. Mà nó tạo nghiệp không phải với tôi mà với tất cả cộng đồng trong và ngoài nước. Những con người yêu cái thiện, yêu cái chân thiện mỹ thì chúng mày cứ nhảy ra, chúng mày tố cáo chúng mày cứ tự tát cho mặt chúng mày là tao là một cái người mà coi như chống lại cái điều lương thiện đây. Thì cũng nhắn cho tụi mày biết một điều là bây giờ có 100 thằng điên, 1000 con điên mà nhảy ra chu chéo thì đối với tao thì tao đã hiểu rồi. Tao hiểu được cái mục đích của tụi mày rồi, tao hiểu được cái thuyết âm mưu của tụi mày rồi, và tao chỉ có mắc cười thôi. Nha, cho nên tụi mày đừng có cố gắng thảy thúc chốt thí ra với tao nữa, bởi vì tao không ân oán gì. Mà bây giờ quý vị thấy không, bây giờ xuất hiện thêm một người nữa, 100 người nữa, thì quý vị cũng hãy biết rằng ai nha quý vị. Nó là ai, nó được đào tạo và nó được đưa ra làm con cờ, làm chốt thí để đánh lạc hướng thiên hạ hả? Bây giờ mọi người thông minh lắm, đừng có hy vọng nha quý vị. Nội một cái con trang mà 20 mấy ngàn người xem mà gần như 100% chửi nó là tụi bay cũng phải biết rằng là cái lòng của cộng đồng mạng và cái tình cảm của họ đối với tao như thế nào rồi. Thấy không? Cho nên tao nói thật với quý vị, quý vị thấy rõ ràng không? Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác hết. Đó, chấp hết. Đó, và xin lỗi tất cả những con người đã cổ vũ, đã thần tượng Hoài Linh,
Thì nếu như tôi đây có nói gì làm tổn thương đến thần tượng, một cái tượng đài của quý vị, thì Nguyễn Phương Hằng tôi rất là xin lỗi. Nếu cần tôi sẽ làm một cái đơn xin lỗi gửi đến cộng đồng, đến thần tượng, một cái tượng đài của Hoài Linh nha quý vị. Xin tha thứ cho Nguyễn Phương Hằng tôi, là bởi vì Phương Hằng tôi không muốn ai bị lừa, không muốn ai bị sống trong mộng trong mị, sống thực tế thời đại 4.0, không có ma quỷ, không có bắt ma, không có đồng bóng, không có nhảy múa như điên như khùng. Cuộc đời này nó khổ lắm, sống thực tế đi, đừng có tạo ra bầy đàn để lừa thiên hạ. Cho nên á, ghét thương gì á cũng phải nói á, là tôi nói như vậy đó. Đó, còn cho nên á, kể từ hôm nay á, là tôi nói thật với quý vị á, Covid, Covid nó đang đe dọa thì phải có cô Hằng. Lâu lâu lên nhiều chuyện á, lên chửi rủa như vậy á, để cho quý vị bớt, quên bớt Covid, Covid nhớ cô Hằng. Cô đơn, cô hồn cũng không sợ nha quý vị. À, lâu lâu quý vị nghe cô Hằng nói cũng đỡ buồn. À, cho nên là tôi cố gắng, tôi sẽ làm hết tất cả những gì có thể để cho thêm vài thần tượng nữa sụp đổ, xếp hàng thứ tự nha quý vị. Lỡ mà có cái gì á, thì quý vị cũng biết là tôi có một lần sống. À, quý vị nào yêu mến tôi thì cổ vũ tôi, không yêu mến tôi cũng không sao hết, bởi vì tôi có một lần sống và có một lần chết thôi. Và chúc cho quý vị được sức khỏe, được bình an. Và tất cả những gì hôm nay tôi nói là tôi nói bằng trái tim tôi, không cần sách vở, không cần phải học uống lưỡi, uống công hay là kịch bản con mẹ gì hết á. Có sao nói vậy người ơi, thấy không? Đôi khi cũng phải cao sang, mà đôi khi cũng phải bình dân ao làng để cho nó phù hợp với cuộc sống này. Cũng phải khùng khùng điên điên, đôi khi cũng anh hùng thật sự đó quý vị. Cho nên là đừng có bao giờ hy vọng là Nguyễn Phương Hằng này là gục ngã hay là nói những câu xúc phạm làm cho tôi gục ngã, không hề đâu. Sống rất là chất nha quý vị, rất nét, rất chất, rất quân tử. Cho nên tụi mày là một đám tiểu nhân, tụi mày chỉ là những cái bóng của tao thôi. Chỉ làm cho tao vui vẻ, kích tướng tao để tao có thêm mùa vị. Tao giúp anh em YouTuber đi làm, kiếm tiền trong cái mùa dịch này thiệt là vui luôn đó. Đó, khi mà tao kiếm được tiền, tao đòi được tiền lại, tao thưởng tất cả cho những người làm YouTuber. Dù không quen, không biết gì, tao cũng kêu hết mọi người tới, tao thưởng công khai. Là tao quay cái clip tao gửi cho anh Đoàn Trọng. Đó, hôm nay Phương Hằng tôi cho công khai đó. Làm gì phải chơi với bạn? Tôi đâu phải tội phạm đâu mà phải đi chơi với bạn. Đồ ngu ngục. Câu hỏi ngu nhất năm 2021. Đó, ai muốn ngu ngục nữa nhảy vô. Hãy hỏi những cái câu ngu như gì tụi bay? Ngu như gì? Kiến đâu ngu. Ngu gì thì thôi để câu trả lời dành cho quý vị nha. Bây giờ Phương Hằng tôi nói hồi nãy giờ rồi, chắc quý vị cũng đói bụng ha. Nói từ giờ nghỉ qua tới giờ cơm, giờ tới qua tới đầu giờ rồi. Thì Phương Hằng tôi sẽ xin tạm biệt quý vị. Nếu như một hai ngày tới mà mọi chuyện nó vui vẻ, nó tốt đẹp hết đó, thì Phương Hằng tôi tiếp tục nhiều chuyện quý vị nữa. Mà khi nào mà không còn chiến tranh, không còn gì nữa, thì tôi lên tôi live stream, tôi hát dở ẹt cho quý vị nghe. Nghe hát dở ẹt cũng vui lắm đó quý vị. Rồi có khi là nhiều khi nó có nhiều cái để thú vị lắm. Cho nên là chúc cho quý vị một ngày thật là hạnh phúc, thật là bình an. Và rất là thương yêu quý vị đã cổ vũ Nguyễn Phương Hằng tôi.